Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 10 phút cập nhật, bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin và truyền thông do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Mobifone thực hiện. Bản tin ngày hôm nay ngày 6 tháng 8 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. VTC 10 là kênh truyền hình Việt Nam đầu tiên lên sóng số mặt đất tại Mỹ. Apple ủy quyền FPT Shop bán MacBook tại Việt Nam. Trong chuyên mục trải nghiệm nhanh phiên bản Pokemon Go được phát hành tại Việt Nam và chuyên gia selfie Oppo S1F với camera trước lên tới 16 megapixel. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 8 này, kênh truyền hình văn hóa Việt, Nét Việt VTC10 đã chính thức lên sóng số mặt đất tại California của Mỹ trong hệ thống của đài truyền hình Kaza TV. Kênh Nét Việt nằm ở vị trí kênh kỹ thuật số mặt đất D5-54.5, phủ sóng toàn bộ tiểu bang California, tập trung nhất tại khu vực thành phố Los Angeles và một số thành phố lân cận. Đây là kênh truyền hình đầu tiên từ Việt Nam được phát sóng số mặt đất tại khu vực bang California, nơi có hơn 500.000 người gốc Việt đang sinh sống, góp phần giúp đồng bào tại đây cũng như những người quan tâm đến Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với truyền hình tiếng Việt. Để có thể xem được kênh Nét Việt VTC10 trên hệ thống số mặt đất của đài Kaza TV, khán giả chỉ cần trang bị một thu tín hiệu mặt đất để thu tín hiệu số mặt đất từ trạm phát sóng của Kaza TV. Trước tình hình an ninh thông tin trên mạng Internet, trang thông tin điện tử của các đơn vị trong ngành hàng không gặp nhiều sự cố trong thời gian vừa qua, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã ra chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an ninh mạng, yêu cầu các đơn vị phải rà soát, kiểm tra và giám sát chặt chẽ các đường kết nối với các mạng bên ngoài tới các mạng máy tính liên quan đến công tác điều hành bay, cùng với việc yêu cầu các đơn vị phải cài đặt và cập nhật các phần mềm chống virus, chống gián điệp có bản quyền. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cũng nghiêm cấm sử dụng thiết bị USB, ổ cứng di động kết nối vào các hệ thống điều hành bay để đảm bảo an toàn thông tin. Tiếp tục là một số tin vắn đáng chú ý khác. FPT Shop vừa chính thức được Apple ủy quyền bán MacBook và Apple Watch, trở thành đại lý ủy quyền cao nhất của Apple, được phép bán đủ bộ sản phẩm bao gồm iPhone, iPad, MacBook và Apple Watch. MacBook được bán tại FPT Shop là sản phẩm chính hãng được nhập khẩu trực tiếp từ Apple với tem nhập khẩu ghi rõ Công ty trách nhiệm hữu hạn Apple Việt Nam hoặc Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT. Sản phẩm sẽ được bảo hành chính hãng trong 12 tháng. Với đặc quyền trên, FPT Shop sẽ chủ động về nguồn hàng thay vì phải chờ đợi nhập từ các bên phân phối, cung cấp các sản phẩm Apple đến với người dùng Việt Nam một cách thuận tiện và nhanh chóng. Trong năm 2016, Hà Nội sẽ lắp đặt Wi-Fi miễn phí tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố để người dân tra cứu thông tin, cập nhật tình hình giao thông, góp phần phát triển du lịch. Đây là kế hoạch được Chủ tịch thành phố ông Nguyễn Đức Chung đề cập trong hội thảo về giao thông thông minh diễn ra mới đây. Trước Hà Nội, đã có nhiều thành phố lắp đặt hệ thống Wi-Fi miễn phí như Hội An, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Khó khăn lớn nhất trong việc triển khai hệ thống Wi-Fi công cộng là duy trì sự bảo mật, đòi hỏi hệ thống phải được cập nhật thường xuyên và luôn trong tình trạng đề cao cảnh giác. Một tin vui cho cộng đồng game trong nước là sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì ngày hôm nay ngày 6 tháng 8, tựa game đình đám Pokemon Go đã chính thức được phát hành cho thị trường Việt Nam. Chính vì vậy, trong chuyên mục trải nghiệm số tuần này, reviewer quen thuộc là Tony Phùng sẽ ngay lập tức mang đến những trải nghiệm đầu tiên với phiên bản chính thức của tựa game này. Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc đến những tân binh là tâm điểm của giới công nghệ tuần qua, Samsung Galaxy Note 7 và chuyên gia selfie F1S đến từ thương hiệu Oppo với camera trước lên tới 16 megapixel. Ngay bây giờ, hãy cùng trải nghiệm nhanh những điều này với Tony Phùng. Xin chào, vậy là một tuần đã trôi qua, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục trải nghiệm số của chương trình 10 phút cập nhật được phát sóng trên kênh đài truyền hình VTC. Một tuần vừa qua đã nhận được rất nhiều thông tin cực kỳ hot trong làng công nghệ. Và trong phần đầu của chương trình chúng ta ngày hôm nay, hãy cùng mình điểm lại những thông tin ấy. Thông tin đầu tiên chính là sự xuất hiện chính thức của chiếc Samsung Galaxy Note 7 vào ngày 2 tháng 8 vừa qua. Những thông tin rò rỉ trước đây về Galaxy Note 7 thì gần như nó đúng tới là 96%.
Chúng ta đúng với thiết kế bên ngoài khi đây là một sự kết hợp rất hoàn hảo từ chiếc Galaxy Note 5 và chiếc S7S. Chúng ta có những cấu hình đó là Snapdragon 820 có 4GB RAM tương tự như là S7 cũng như là S7S. Và chúng ta có thêm chiếc bút với rất nhiều sự cải tiến ở bên trong, như là có một lực ấn tốt hơn, có khả năng nhận diện bút tốt hơn và những phần mềm bên trong cũng được cải tiến để mang lại cho các bạn những trải nghiệm tốt hơn. Lần này với Galaxy Note 7 thì nó sẽ khác biệt so với những chiếc Note trước đây khi nó có cái màn hình cong. Có thể coi Note 7 là một sự kết hợp hoàn hảo của chiếc Note 5 và S7S. Tin thứ hai rất là hot. Vào ngày 6 tháng 8 thì chính thức game Pokemon Go đã được mở ở Việt Nam. Tức là đơn giản là các bạn ở Việt Nam, chúng ta có thể trực tiếp lên trên kho ứng dụng của App Store cũng như ứng dụng của CH Play để các bạn có thể tải về và chơi chính thức được cái game này. Hiện tại thì server cũng đã khá là ổn định, các bạn có thể chơi rất tốt ở những cái địa điểm nổi tiếng như là Hà Nội này, ở Thành phố Hồ Chí Minh. Một số những cái thị trường khác thì nhận được một vài thông tin đó là server vẫn chưa thực sự là ổn định. Ở Việt Nam thì mình thấy khá là ok rồi. Mình nghĩ rằng trong những thời gian sắp tới khi mà server của Pokemon Go được cập nhật ổn định hơn thì nó sẽ mang lại cho các bạn ở tất cả những thị trường khác được phát hành game này nó sẽ tốt hơn. Còn bây giờ thì đôi khi cái hiện tượng mà crash này, hiện tượng mà không thể nào truy cập được vào game này, hay là hiện tượng bị lỗi GPS không thể nào tìm được Pokemon có thể xảy ra. Trên màn hình chúng ta đang có hiển thị địa điểm là khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và mình đang đứng ở đây. Và các bạn có thể thấy là Pokemon Go đã hoạt động rất tốt ở server Việt Nam. Ở đây thì các bạn có thể thấy là mình có rất nhiều những thông tin về Pokeshot này, rồi là những cái mà cái lá cứ bay bay này lên là rất là có nhiều Pokemon. Thế nhưng mà từ nãy giờ mình tìm thì mình không thấy có được con nào để mà mình bắt. Mình nghĩ là bởi vì những cái địa điểm này đã bị chiếm đóng bởi những tay săn khác rồi. Lúc trước đây thì Pokemon Go ở Việt Nam thì có rất nhiều bạn gọi là fake GPS để mà chúng ta chơi theo kiểu dạng là không chính thống ấy. Thế nên là bây giờ những cái địa điểm như này đã bị hack. Vậy nên những người chơi sau như mình và các bạn này có thể là sẽ gặp một chút khó khăn. Nhưng không sao, anh em mình cứ chơi đi, bật được hết. Và sẽ thật sự thiếu sót nếu mình không nhắc đến một chiếc điện thoại vừa mới được ra mắt thời gian gần đây. Chính xác là trong tuần vừa qua. Một chiếc điện thoại chuyên để selfie. Vậy thì Oppo F1S có gì? Thứ nhất là chúng ta có một thiết kế kim loại nguyên khối rất là đẹp. Ở phân khúc mức giá của nó là rơi vào khoảng tầm trung 6 triệu đồng thì các bạn đã nhận được một thiết bị với một khả năng hoàn thiện rất tốt với khung bằng kim loại, đó là nguyên khối. Thứ hai đó là chúng ta có một cái camera trước cực kỳ ảo diệu và đó chính là cái điểm nhấn ở trên sản phẩm này. Độ phân giải lên tới là 16 megapixel. Mình xin được nhắc lại nhé, 16 megapixel, tức là thậm chí nó còn lớn hơn rất nhiều so với những cái camera chính, camera sau của một vài những thiết bị đang có mặt trên thị trường hiện nay. Và với camera này thì nó lại mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm về chụp ảnh là cực kỳ tốt khi mà phần mềm đã được tinh giản, phần mềm đã được tối ưu lại để chuyên giúp các bạn có thể selfie đẹp hơn. Chúng ta có những chế độ làm đẹp này, có những mức tùy chỉnh từ trắng này, từ hồng hào này. Chụp ảnh ở trên cái sản phẩm này mà dùng camera trước selfie thì có mà từ vịt cũng rất có thể là thành thiên nga được luôn. Quá tuyệt vời. Ngoài một camera vô cùng ảo diệu để giúp các bạn có thể tự sướng tốt hơn thì những thông số bên trong của chiếc Oppo F1S này cũng không hề làm các bạn thất vọng. Thứ nhất là chúng ta có một màn hình lớn kích thước lên tới là 5.5 inch. Thứ hai là các bạn có một bộ vi xử lý 64 bit 8x xung nhịp 1.5 GHz mang lại cho bạn những trải nghiệm khá tốt về tốc độ cũng như là khả năng mà các bạn lướt web và thực thi hàng ngày. Chúng ta có tới 3GB RAM để giúp các bạn có thể đa nhiệm tốt hơn và đặc biệt là các bạn sẽ có mặc định lên tới là 32GB bộ nhớ trong. Hãy cùng mình thử mang chiếc Oppo F1S này cùng thử camera selfie để xem camera selfie của sản phẩm này có làm hài lòng được những bạn ấy hay không nhé. Vừa rồi thì anh chị đã trải nghiệm về camera selfie của chiếc Oppo F1S này thì anh thấy nó có hơn nhiều so với chiếc điện thoại mà anh chị đang sử dụng không ạ? Về cơ bản thì nó chụp ảnh nhanh và lấy sáng tốt. Tuy nhiên là khi mà thao tác bằng một tay ấy, thì màn hình của nó tương đối lớn nên là khi mà cầm nó cảm giác nó không được an toàn. Nó đúng ra thì con gái thì rất thích là selfie và chụp ảnh, thì chị có thấy là cái máy này nó có làm da mình đẹp hơn, trắng hơn, trông mình có xinh hơn không? Đúng rồi, cảm thấy cái máy này rất là nịnh con người. So với điện thoại của em thì nó sắc nét hơn mà hình ảnh thì rất là sáng hơn. Smartphone thì cái giá 6 triệu mà có được như con điện thoại của mình thì em thấy cũng là rất là hợp lý đấy.
bạn muốn những sản phẩm nào tiếp theo sẽ xuất hiện trên chương trình trải nghiệm số, hãy liên hệ với chương trình bằng cách gửi email hoặc liên hệ trực tiếp tới fanpage của chương trình. Xin chào và gặp lại các bạn trong những buổi trải nghiệm số tiếp theo. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 10 phút cập nhật ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.